Kính chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động, những ngày đầu tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, nhờ thị trường những tuần gần đây tiếp tục ổn định, nên giá ớt sừng đang được thương lái thu mua từ 19.000 đồng đến 20.000 đồng một ký. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của chương trình. Nhưng trước hết, mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ được cập nhật trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Trồng cà chua theo quy trình nông nghiệp thông minh mang lại thu nhập hàng tỷ đồng một hecta một năm. Huyện Lạc Dương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp số mang lại nhiều tiện ích cho nông dân. Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi sạch ở tỉnh Vĩnh Phúc. Khống chế được bệnh viêm da nổi cục, đàn trâu ở tỉnh Kiên Giang đạt mức tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thưa bà con, tỉnh Lâm Đồng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Bởi vậy, những thiết bị, máy móc đưa vào sử dụng tại các nông hộ hiện nay hết sức đa dạng, vừa giúp nhà nông giảm thời gian, số lao động, vừa góp phần hạn chế lãng phí nguồn tài nguyên. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, điều đó càng có ý nghĩa. Ghi nhận tại một trong những khu nông trang có sử dụng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ và tưới nhỏ giọt tiên tiến tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Khu nhà kính rộng khoảng 1 hecta này chuyên canh các loại cây họ Cà, gồm cà chua, ớt Đà Lạt, v.v. Để các sản phẩm nông nghiệp luôn đảm bảo chất lượng, cung ứng theo hợp đồng bao tiêu nông sản đã được ký kết với doanh nghiệp. Chủ vườn, nhà nông Phạm Thị Doan đã đầu tư hệ thống máy móc khá hiện đại, nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại và thu hoạch nông sản. Đặc biệt là trong khâu tưới nước, bón phân, nhờ áp dụng hệ thống tưới hiện đại được lập trình phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Và có thể điều khiển qua hệ thống Internet, nên chủ vườn giảm đến trên 90% công lao động, mà chất lượng nông sản vẫn đảm bảo. Tỷ lệ cà chua, ớt Đà Lạt loại 1 đạt đến trên 90%. Nhờ vậy mà nông sản làm ra đến đâu được thu mua hết đến đó. Tổng thu nhập bình quân mỗi năm của khu nông trang này đạt hàng tỷ đồng trên 1 hecta. Đây là một trong những khu nông trang được đầu tư hệ thống tưới hiện đại nhất tại huyện Đức Trọng và một số khu vực phụ cận. Và để khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh áp dụng những quy trình canh tác tiên tiến, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp hướng về cơ sở. Cụ thể, tại huyện Lạc Dương, với thế mạnh của một địa phương đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, huyện Lạc Dương đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp số và coi đây là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả trên mỗi đơn vị sản xuất, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Để phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, huyện Lạc Dương đã phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt xây dựng dữ liệu nông nghiệp Big Data. Đây là giải pháp tích trữ dữ liệu từ mùa vụ trước, tình hình hiện tại vào hệ thống và trích xuất thông tin thông qua data science và các thuật toán. Thông tin lưu trữ có thể giúp nhà nông đưa ra các giải pháp cải thiện mùa vụ, theo dõi kiểm soát quá trình sản xuất một cách chính xác, hỗ trợ quá trình truy xuất nguồn gốc, từ đó thúc đẩy một cách tổng thể năng suất và chất lượng sản phẩm. Khi thực hiện chuyển đổi số thông qua việc xây dựng Big Data nông nghiệp, nông dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn huyện sẽ là những chủ thể trực tiếp được hưởng lợi trong sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi số sẽ thay đổi phương thức canh tác, quản lý, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của người nông dân thông qua các thiết bị thông minh như smartphone, máy tính có kết nối Internet. Thông qua việc phân tích các dữ liệu về điều kiện khí hậu, chất dinh dưỡng của đất, lượng mưa, các chuyên gia sẽ đưa ra các dự đoán giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng tối đa sản lượng, giúp phát triển ngành nông nghiệp. Toàn bộ quy trình từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm sẽ được ghi lại và số hóa, truy xuất nguồn gốc, giúp nông sản có thể tích hợp đa giá trị, thông qua đó giúp nâng cao giá trị, thu nhập. Theo lộ trình, đến tháng 12 năm 2023, huyện Lạc Dương sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu cây trồng đặc trưng trên toàn bộ địa bàn huyện và hoàn thiện ứng dụng sử dụng. Từ năm 2024 đến năm 2025 sẽ vận hành ứng dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ sản xuất nông sản đặc trưng cho địa phương. Chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện Cát Tiên có tổng diện tích đất tự nhiên trên 42.670 hectare, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là trên 13.100 hectare, chủ yếu là những diện tích cây lâu năm, cây ăn trái, lúa.
Và để phát triển nông nghiệp bền vững, bên cạnh những loại cây trồng có lợi thế cạnh tranh từ nhiều năm nay, huyện Cát Tiên đã có nhiều giải pháp để mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò, đối tượng vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện tiềm năng lợi thế ở địa phương. Đến nay, tổng đàn bò trên địa bàn huyện Cát Tiên là gần 10.000 con, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 98% tổng đàn. Chất lượng và thể trạng đàn bò thịt cao sản xuất bán trung bình trên 400 kg, tăng 150 kg so với năm 2015. Nhiều nông hộ có quy mô chăn nuôi trên 30 con. Chăn nuôi bò đã góp phần trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương, theo hướng nâng cao sức cạnh tranh ngành chăn nuôi bò thịt của huyện. Nhiều hộ gia đình đã áp dụng các giải pháp chăn nuôi bò an toàn, dịch bệnh có hiệu quả. Đặc biệt, đàn bò thịt giống 3B, Brahman đang cho hiệu quả kinh tế cao. Để đạt được những kết quả trên, trong những năm qua, huyện Cát Tiên đã triển khai các chương trình hỗ trợ con giống, tinh bò cao sản, các giống cỏ chất lượng cho năng suất cao, giúp người dân có nguồn thức ăn ổn định để phát triển chăn nuôi bò. Theo kế hoạch, đến năm 2025, trên địa bàn huyện có trên 500 con bò cao sản áp dụng phương pháp chăn nuôi hữu cơ, có phần tạo chất lượng, sản phẩm bò thịt hữu cơ, phục vụ nhu cầu thị trường. Hiện huyện Cát Tiên đang liên kết với công ty cổ phần sữa Đà Lạt triển khai nuôi bò sữa. Dự kiến, huyện sẽ lựa chọn những hộ đang chăn nuôi bò thịt theo hướng hữu cơ, có kinh nghiệm, có lao động để chuyển sang chăn nuôi bò sữa. Cũng trên lĩnh vực chăn nuôi, thưa bà con là thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm, nhà nông Lưu Đức Thuận ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã tận dụng lợi thế tự nhiên của địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Sau nhiều năm nỗ lực và rút kinh nghiệm từ thực tiễn, mô hình chăn nuôi sạch nói trên đã phát triển thành công, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhận thấy nghề chăn nuôi đem lại nguồn thu nhập ổn định, hơn nữa ở quê đất rộng, nguồn thức ăn dồi dào, nhà nông Lưu Đức Thuận đã mạnh dạn phát triển mô hình trang trại chăn nuôi, ưu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật với quy trình sạch, khép kín để chủ động nguồn giống cho trang trại, đồng thời đáp ứng nhu cầu lượng giống tốt cho bà con địa phương. Anh Thuận đã vay vốn để đầu tư trang trại chăn nuôi tập trung. Trên diện tích vườn đồi khoảng 500m², nhà nông này đã xây dựng hệ thống chuồng trại bao gồm các khu nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản và khu nuôi lợn con. Để đàn lợn luôn khỏe mạnh, không nhiễm bệnh, hàng tháng anh Thuận đều đặn tiến hành phun thuốc khử mùi, tiêm phòng đầy đủ, đúng quy trình. Nguồn thức ăn chăn nuôi cũng phải đảm bảo, chủ yếu là các loại ngô, lúa, rau xanh được thu mua của nông dân trong vùng. Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và tuân thủ nghiêm ngặt việc tiêm phòng nên đàn lợn phát triển khỏe mạnh, ít dịch bệnh. Trung bình mỗi năm, anh Thuận xuất bán vài chục con lợn thịt và hàng trăm con lợn giống cho thị trường trong và ngoài huyện. Trừ hết chi phí, anh thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Cùng với việc đổi mới trong đầu tư, phát triển chăn nuôi phù hợp với lợi thế sẵn có ở từng địa phương, bà con nông dân còn quan tâm đến việc phòng chống dịch bệnh. Và một trong những đối tượng ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư chăn nuôi ở nhiều nông hộ trong thời gian qua, đó là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Với sự vào cuộc của ngành chức năng, tại một số địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Tiền Giang, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đã được khống chế. Để ứng phó với bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, tỉnh Tiền Giang đã mua 95.000 liều vaccine và triển khai tiêm phòng. Nhờ vậy, đàn trâu bò, nhất là tại các vùng có nguy cơ cao, tại các cơ sở chăn nuôi nông hộ, khu vực giáp ranh tỉnh bạn, được tiêm phòng. Song song đó, Sở Nông nghiệp địa phương còn kiện toàn mạng lưới thú y cơ sở, phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị, tổ chức thông tin, truyền thông cho nông dân về bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò và cách phòng chống hiệu quả. Hướng dẫn đội ngũ nhân viên thú y cơ sở cách nhận biết, giải pháp phòng chống và xử lý ổ bệnh, triển khai phác đồ điều trị nhiễm trùng thứ phát. Việc bao vây, khống chế ổ dịch, tránh lây lan dịch bệnh cũng được hết sức chú trọng. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã cấp gần 200 lít thuốc sát trùng nhằm sát khuẩn, khử trùng ổ dịch. Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nói trên, tỉnh Tiền Giang đã cơ bản khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, giúp nghề chăn nuôi bò tại địa phương khôi phục và phát triển. Hiện tổng đàn bò trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là trên 124.000 con, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tạm gác lại những thông tin trên lĩnh vực chăn nuôi, mời bà con cùng về xã Bình An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tham khảo một mô hình trồng cây ăn trái cho thu nhập cao của nhà nông Trần Văn Ra. Nhờ có sự đầu tư phù hợp, mô hình xen canh nhiều loại cây ăn trái mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của ông Ra, đang hoàn thiện hồ sơ để được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian tới.
Vườn cây ăn trái của nhà nông Trần Văn Ra rộng hơn 4,5 hectare, chủ yếu trồng mít Thái và các loại cây có múi. Trước đây, vùng đất này trồng chuối sim nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2015, sau khi tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, ông Ra đã mạnh dạn cải tạo vườn đồi để trồng cây ăn trái. Theo đó, hàng ngàn cây quýt, cam đường, canh và mít Thái đã được đưa vào trồng thử nghiệm. Để các loại cây trồng nói trên sinh trưởng và phát triển đảm bảo, ông Ra tập trung phân lô, chia luống tươm tất, đầu tư hệ thống tưới hiện đại để tưới đều cho toàn bộ khu vườn. Đặc biệt, ông Ra áp dụng quy trình canh tác theo hướng an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ nhằm đảm bảo sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng. Trong thời kỳ đâm đoạt non, ra hoa kết trái, chủ vườn thường xuyên theo dõi sự phát triển của sâu bệnh để kịp thời xử lý bằng các loại chế phẩm sinh học, bổ sung thêm lượng đạm, kali vừa đủ để cây phát triển tốt, cho trái đạt năng suất. Nhờ được đầu tư bài bản như thế, mô hình cây ăn trái của nhà nông Trần Văn Ra hiện đã bước vào giai đoạn thu trái với chất lượng đảm bảo, tổng sản lượng đạt hàng chục tấn trái mỗi năm. Thưa bà con nông dân, ớt sừng là loại cây họ Cà, được trồng khá phổ biến tại những khu chuyên canh các loại rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuần qua, trong khi cà chua, loại cây họ Cà có diện tích canh tác lớn nhất hiện nay ở Lâm Đồng, giảm khoảng 6.000 đồng một ký, thì cây ớt sừng vẫn có giá bán tận vườn tương đối ổn định. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật ngay sau đây. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Ớt sừng là một trong những loại gia vị được trồng phổ biến tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, với tổng diện tích canh tác mỗi năm dao động từ 200 đến 250 hectare. Gần như toàn bộ diện tích nói trên được bà con nông dân xen canh với các loại rau củ quả khác nhằm hạn chế nấm bệnh tồn dư, gây hại cây trồng. Nhiều nhà vườn trồng ớt sừng ở huyện Đơn Dương cho biết, bình quân mỗi xào đất, bà con trồng từ 2.600 đến 2.800 cây ớt sừng. Sau khoảng 3 tháng đầu tư chăm sóc, cây ớt sừng bước vào giai đoạn kinh doanh, năng suất đạt bình quân 1,5 kg một cây. Về thị trường tiêu thụ, trong quý 1/2022, ớt sừng được bán với giá bình quân trên 27.000 đồng một ký, tăng gần 8.900 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tuần qua, giá ớt sừng tiếp tục ổn định từ 19.000 đồng đến 20.000 đồng một ký. Với mức giá nói trên, tùy vào năng suất và chất lượng ớt ở mỗi nông hộ, mà mỗi sào ớt sừng thời điểm này, bà con nông dân có thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng. Nói đi nói lại cũng về giá, sản xuất, năng suất có, kỹ thuật bà con nông dân có, cái cây trồng bà con trồng được, nhưng mà cái giá cả nó quy định hết. Bà con bây giờ phải tính rồi, tính là hạn chế, lấy ví dụ như một sào mình mà giảm được cái chi phí đầu vào chừng 2 triệu là mình thấy mình lãi 2 triệu rồi, là nó hạn chế là cái thứ nhất, là mình sử dụng, phải nói chung là cái phân chuồng. Nếu mà cái phân chuồng mình sử dụng càng nhiều thì mình hạn chế được cái phân hóa học, cái phân hóa học ở này nó cao. Cho nên là thay vì mình bỏ 1 tấn phân chuồng thì mình bỏ 2 tấn thì nó giảm đến 50% cái phân hóa. Để ổn định thu nhập từ cây ớt sừng nói riêng, các loại rau củ quả nói chung, bên cạnh việc khuyến khích nông dân tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm ổn định năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, tỉnh Lâm Đồng còn khuyến khích nông dân tham gia các tổ hợp tác xã. Thông qua các hình thức liên kết nói trên, bà con nông dân có thể chủ động kế hoạch sản xuất, thuận tiện cho việc tìm kiếm đầu ra. Trước khi cho xã viên trồng thì chúng tôi cũng phải là ký một cái hợp đồng với đối tác mua và lúc đó thì mới cho bà con trồng, chứ không có phải là trồng tự phát. Cho nên là về giá cả thì nó phải theo thị trường rồi, nhưng mà về mặt sản lượng thì ra tới đâu thì người ta sẽ bao tiêu hết cho mình tới đó. Những cái hợp tác xã ở trên địa bàn Đà Lạt thì cũng là liên kết tạo thành một cái liên minh hợp tác xã chẳng hạn đi, thì để mà thiếu hàng hóa rồi gì thì cũng là san sẻ cho nhau để mà giữ mối giữ lái. Theo nhận định của nhiều thương lái, trong những ngày tới giá sừng tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết biến đổi thất thường, dịch bệnh trên cây họ Cà nói chung, kéo sừng nói riêng diễn biến phức tạp. Bởi vậy, bà con nên tập trung đầu tư chăm sóc cây trồng để tăng chất lượng nông sản, không nên tăng diện tích canh tác nếu chưa có đầu ra đảm bảo. Thông tin về thị trường nông sản vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV@gmail.com.
hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Đến đây, Kiều Anh, Hải Yến cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.